đã là bố là mẹ, là ba là mẹ thì bao giờ cũng thương các con, hiểu không? Thương các con nhiều lắm, đúng không? Đó, thế và các con thì có thương ba mẹ không? Đó. Thế hôm nay sư phụ sẽ nói chuyện với các con chủ đề là ba mẹ gì? Của con nha, tức là ba mẹ của con rất yêu ba mẹ và ba mẹ cũng rất yêu các con. Thế sư phụ sẽ chia sẻ với các con, sẽ nói chuyện con qua những cái câu chuyện, những cái hình ảnh mà những cái con vật rất là gần gũi với chúng ta nhé. Nó thể hiện tình thương yêu của nó đối với các con của nó. Để các con thấy là ba mẹ con ở nhà cũng thế, thương các con lắm đấy. Con vật nó cũng còn thương con của nó, thì ba mẹ cũng thế. Bây giờ sư phụ mời ban hình ảnh cho sư phụ một clip lên nào, để cho các em được xem nào. Hình ảnh thứ nhất nào, clip thứ nhất. Các con hướng lên màn hình nhé. À, đây là những con gì con? Con vịt đó. Đây, con vịt mẹ. Vịt mẹ cũng bé tí 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 thôi. Thế nhưng mà chở một đàn vịt con ở trên lưng để đi bơi sông đây này. Con thấy không? Đấy, con thấy hay không? Các con vỗ tay đi. Đấy. Đó. Đấy. Đấy. Thích không? Đấy, các chú vịt con trèo lên lưng mẹ để bơi cho kịp. Tại vì nước chảy, con thấy không? Đó, hay không? Đấy, mẹ đấy. Mẹ cho các con cõng các con trên lưng để chờ các con đi chơi. Đấy, các thấy vịt mẹ có gì đã đáng yêu không? Rất đáng yêu nhỉ? Đó, mà các chú vịt con cũng rất đáng yêu. Đó, đấy, con thấy là mẹ có thương con không? Có thương con luôn. Sư phụ thấy thương hay quá nhỉ? Đấy, thích không? Các con có thích đi du lịch giống các bạn vịt này không? Con đi rồi à? À đấy, các con đã đi đạp vịt nước ở công viên đúng không? Nhưng đây là vịt thật con ạ, đấy là vịt thật nhé. Thế này, qua clip thứ nhất các con thấy là chú vịt mẹ, cô vịt mẹ đấy, bé thôi nhưng mà cõng cả trên lưng mình một đàn con, gần chục đứa con để mà chở các con đi ngược dòng sông nhờ, để nó đi sang bờ bên kia để đi kiếm mồi. Đấy, thì con thấy là mẹ rất là thương các con, đúng không? Thế thì ở nhà mẹ các con thế đấy, mẹ các con cũng thương các con như thế lắm đấy, nhé. Bây giờ clip thứ hai, clip thứ hai chiếu lên cho mình xem nào. À, đây là con gì con? Con gà mái, con gà mái, đúng không? Nó đang làm gì ấy nhỉ? Xòe cánh ra để che mưa cho các con thấy không? Đấy, con đếm phải được 5-6 chú gà con ở trong, ở dưới bụng của con gà mẹ, con thấy không? Đó, các con bên này nhìn thấy rõ không? À, đấy, con thấy nhá, đấy, đây này, đó. Đấy, chú gà mẹ, thấy không? Xòe tay ra sang trong cơn mưa to, thế là chú xòe cánh ra, ướt hết, cánh của mẹ là ướt hết, đúng không? Để che cho các gà con bé bỏng ở trong đấy. Vì gà con là lông chưa có nhiều là sẽ bị ướt, bị rét. Cho nên mẹ xòe cánh ra. Mẹ xòe cánh ra để mà che cho con nha. Đó, đấy con thấy mẹ thương con không? Đấy, trông thương không? Đấy, con thấy thích không? Đó, các chú gà con là chui vào trong nha. Đó, để được mẹ che cho. Và rét lắm. Nếu hôm nay mà trời này mà lại trời mùa rét ấy, là lạnh lắm đấy con ạ. Gà nó không có chăn, nó đắp, nó chỉ đắp bằng cái lông thôi. Các con hiểu không nào? Đắp bằng những cái lông. Nhưng mà lông của gà con nhìn thấy mấy chú gà con chưa có lông kìa. Đấy, cho nên nó rét. Thế nên mẹ xòe cánh ra, che mưa cho con, để cho con ở trong đấy. Thế con thấy gà mẹ có thương gà con không? Thương nhiều không? Đấy, con thấy gà mẹ ướt hết kìa. Gà mẹ cũng rét run run đấy. Đấy, trong mắt gà mẹ thương không? Đấy, con nhìn kỹ xem. Thương con lắm đấy. Sợ con mình bị mưa, bị rét rồi bị cảm rồi ốm rồi có khi chết. Cho nên là mẹ căng mình ra để mẹ che chở cho đàn con. Đó, thế gà mẹ có giống mẹ các con không? Có. Mẹ tối mẹ cũng tung chăn ra để mẹ đắp cho các con. Xong rồi mẹ cũng ôm các con vào trong lòng để cho con không bị rét, đúng không? Thế là mẹ của mình cũng giống chú gà mẹ này, đúng không? Đấy, rất là thương các con của mình nhé. Đấy, rất cảm động. Rồi, cảm ơn ban văn hóa. Tiếp tục cho sư phụ một cái clip nữa nào để xem nào.
À, đây là con gì con? Đó, mèo, mèo mẹ đang làm gì? Cho mèo con bú, đúng không? Thế các con hồi bé có bú mẹ không? Đấy, mẹ hồi các mới đẻ các con ra, mẹ cũng phải cho các con bú suốt ngày đấy. Như là chú mèo cho con bú này, đấy. Mẹ đói, mẹ vừa đấy, mẹ mèo vừa liếm các con này, thấy không? Cho các con bú này. Đấy, các con thấy những chú mèo con xinh không? Rất là xinh, đúng không? Đấy, đấy. Con thấy mèo mẹ có thương con không? Rất là thương con. Mà yêu con không? Yêu con nhỉ? Yeah. Đấy, liếm lông cho từng chú mèo con, con chiếu lại đi. Để tôi lại chứ. Đấy, thấy không? Đấy, các chú mèo con giúp vào bú mẹ để bú mẹ. Bú mẹ mới lớn được. Mèo bé, mèo con chưa biết ăn mồi, chưa biết ăn được mồi, chưa ăn cơm được. Phải bú. Các con thế. Các con cũng vẫn phải bú mẹ như lúc bé đấy. Xong rồi đến mấy tuổi mới không bú mẹ mới ăn cơm đấy. Đúng không? Giờ biết ăn cơm rồi. Các con biết ăn cơm rồi. Đấy không? Đấy. Đấy, mèo mẹ ăn cơm để có sữa. Mẹ phải ăn để có sữa. Mèo mẹ ăn cơm để có sữa. Có sữa để cho con mình bú mình. Để cũng nuôi con lớn. Con à, tất cả các con đều được lớn lên bằng dòng sữa của mẹ mình đấy. Các con ạ, khi mà mẹ sinh các con ạ, mẹ nào cũng thế, căng tròn cái vú sữa này để nuôi các con đấy. Tất cả các con đều được nuôi lớn bằng dòng sữa của mẹ, các con ạ. Nghe không? Con nào cũng lên, kể cả sư phụ ngày xưa cũng bú mẹ của sư phụ, nghe không? Sư phụ mới lớn lên thế này, đấy, rồi ăn cơm lớn lên. Chúng ta đều được nuôi lớn bằng dòng sữa của mẹ. Mẹ yêu thương chúng ta, mẹ chắt sữa cho chúng ta. Mẹ ăn cơm để biến thành sữa. Sữa xong rồi để cho chúng ta bú, để chúng ta lớn lên nha. Đó, đấy con thấy không? Hay không? Đấy, quý ông đấy, mèo mẹ liếm con kìa. Rất là liếm cho con sạch sẽ. Đấy, hay không? Thích không? Đấy, 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 nó dọn lông cho con thật sạch. Thơm không? Đẹp không? Xin đại chúng một tràng pháo tay nào. À, cho mèo mẹ. À, đấy. Rồi, tiếp theo cho sư phụ một clip nữa nào. À, clip khỉ mẹ lo khỉ con. Con ơi, đây là một chú khỉ con bị rơi xuống nước. Một chú khỉ con rơi xuống nước, bị đuối nước. Thế là mẹ nó ra, mẹ nó vớt. Con thấy không? Đấy, mẹ ra mẹ vớt đây này. Đấy, mẹ khỉ đấy. Thấy con bị đuối nước, mẹ chạy ra mẹ vớt con. Đấy, con đấy, mẹ biết cứu con. Đấy, đấy, thấy không? Mẹ túm mẹ vớt lên, mẹ ôm chặt con vào trong lòng. Sợ con mình chết đuối. Con thấy không? Đấy, con có thấy khỉ mẹ thương con không? Con thấy khỉ mẹ có lo lắng không? Rất lo lắng nhỉ, con thấy mắt của khỉ mẹ rất là lo lắng nhá. Đấy. Này, đấy, úi dồi, đấy, con thấy không? Nào, úi, ôm chặt con. Đấy, đấy. Thế như vậy là con thấy là mẹ bao giờ cũng thương con, đúng không? Rất là lo cho con. Đấy, con vì làm sao là mẹ lo lắng lắm. Rồi, bây giờ sư phụ sẽ mời tất cả các con xem tiếp một hai clip nữa. Khi mà mẹ đã thương các con, ta đã thương các con thì sẽ tìm cách để bảo vệ các con. Ai mà đến xúc phạm các con, đánh các con, nghe không? Thì mẹ sẽ đứng ra bảo vệ mình, chiến đấu lại để bảo vệ các con của mình. Đấy, cha mẹ, ba mẹ là yêu thương các con như thế đấy. Nào, bây giờ con chiếu cho sư phụ xem nào. Một clip tiếp theo, gà mẹ đánh nhau với rắn hổ mang để bảo vệ đàn con của mình. Các con nhìn thấy con rắn hổ mang không? Đấy, đấy, nó vào nó định ăn thịt những con gà con. Đấy. Ở đây mẹ, đấy gà mẹ chiến đấu chưa? Các con nhìn rõ con rắn không? Thấy không? Đấy. Đấy, con thấy gà mẹ chiến đấu chưa? Đấy, con rắn nó có thể cắn chết gà con ạ. Nó phun nọc độc cắn chết gà. Thế gà mẹ đã xông ra dũng cảm để bảo vệ đàn con của mình. Đấy, đấy, con rắn nó xuống đây ghê không? Đấy. Đấy. Trở lại đi con. Đó. Đấy, con thấy con rắn hổ mang nó bành cái miệng ra. Các con nhìn thấy con rắn này chưa? Đấy, nó, con rắn này nó chỉ cắn một cái là chết ngay. Cho nên gà mẹ sợ gà con bị rắn chết, gà mẹ đã xông pha liều mình vào để chiến đấu. Đấy, con thấy không?
đánh đuổi mổ con, đuổi con rắn đi và xua con mình chạy ra chỗ khác. Các con ơi, con chạy nhanh chạy ra chỗ khác không rắn nó vào. Mẹ xua các con ra chỗ khác, con thấy không? Một mình mẹ chiến đấu. Đấy, thấy không? Đấy, 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 đấy. Đấy. Mẹ giơ chân tung chưởng đánh rắn luôn. À. Đấy, thấy không? Thấy chưa? Cuối cùng con rắn này là phải chịu thua đấy con ạ. Phải chịu thua. Con thấy mẹ dũng cảm không? Mẹ gà dũng cảm không? Quá dũng cảm luôn. Đấy, 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 thấy chưa? Đấy, đánh này, đá này, đấy. Đấy, đấy, mẹ gà xua các con ra một chỗ. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Con thấy mẹ rất dũng cảm, mẹ sẵn sàng chết đấy. Mẹ gà sẵn sàng đi chấp nhận rắn cắn chết để mà chiến đấu với rắn để bảo vệ con mình. Đấy. Đấy chưa? Đấy, 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 đấy. Rồi, bây giờ clip nữa. Mẹ gà chiến đấu với diều hâu. Diều hâu đang xông xuống để bắt con của gà. Đấy, đây con diều hâu con nhá. Đó là con đại bàng đấy con ạ. Nó là một con đại bàng. Con chim đại bàng chứ không phải diều hâu đâu. Chim đại bàng nó bắt gà con. Mà con biết là chim đại bàng nó rất khỏe. Thế nhưng mà mẹ gà đã chiến đấu chim đại bàng. Đấy, đấy con thấy chưa? Để mà bảo vệ hàng con của mình. Rồi, đấy con thấy chưa? Chim đại bàng bị thua rồi đấy. Đấy, đấy, đuổi. Đấy, con thấy sức mạnh của mẹ gà chưa? Chỉ vì thương con mà mẹ gà trở thành rất là dũng cảm. Đánh, đấy, đánh ngã cả diều hâu, thấy không? Đánh ngã cả chim chim đại bàng đấy. Đó, con thấy chưa? Đấy, con thấy chưa? Đấy, đó, đấy. Con thấy mẹ dũng cảm không? Mẹ gà dũng cảm chưa? Xin đại chúng một tràng vỗ tay cho mẹ gà. Đấy, đấy, con thấy chưa? Đấy, chim đại bàng là thua rồi. Thua rồi. Chim đại bàng sẽ thua. Đấy. 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 Đấy, nhà gà biết được nguy hiểm, bắt đầu về lại chiến đấu này. Đó. Đấy, mẹ có dũng cảm không? Đấy, mẹ già tung cánh, mẹ gà tung cánh đè luôn chim châu Âu, chim đại bàng đuổi, tấn công đại bàng để đuổi xa, không cho được gần các con của mình. Đấy, dồn chim đại bàng vào một góc, đánh chim đại bàng ngã tả tơi. Mặc dù mẹ gà cũng rất là yếu, không phải là khỏe đâu, nhưng mà sức mạnh thì thương con. Cho nên mẹ gà sẵn sàng coi như là hy sinh, sẵn sàng coi như là dồn hết sức của mình. Đó, đấy, con thấy chưa? Đấy. À. Rồi, đấy, đã đánh đuổi được chim đại bàng. Rồi, xin đại chúng một tràng vỗ tay. À, như vậy các con xem một số cái clip, con thấy tất cả các con đều được mẹ rất là thương, ba rất là thương, đúng không? Ba thương các con, mẹ thương các con, nhất là mẹ thương các con lắm, đúng không? Hết sức chăm sóc các con này, đấy, cho các con bú này, thế rồi kiếm mồi cho các con này, rồi dẫn các con đi chơi này. Đó, như mẹ vịt chở các con đi chơi bằng cái bộ lông của mình. Đó. Rồi mẹ lại đứng ra để bảo vệ các con, che chở cho các con. Khi mà bị ai mà tấn công các con thì ba và mẹ sẽ là người đứng ra bảo vệ các con, chiến đấu đến cùng, không sợ nguy hiểm. Dù kẻ thù đó là ai, là rắn độc, phải không? Là một con diều hâu, một con đại bàng dữ tợn. Nhưng mà khi mà xâm phạm đến con của mình, phải không? Thì người mẹ, thì người bố cũng sẵn sàng ra sức, hết sức của mình để chiến đấu, bảo vệ con của mình. Đó. Thế các con có thấy được tình yêu thương của bố mẹ không? Rất thương các con. Đây là những con vật thôi con ạ, những con vật mà nó còn biết thương con nó như vậy.
thì ba mẹ của các con ở nhà thương các con nhiều lắm đấy, thương các con rất là nhiều nhé. Thế thì bây giờ ba mẹ đã thương các con nhiều như vậy rồi thì các con làm sao? Các con có thương ba mẹ không? Nếu thương ba mẹ thì các con phải làm sao? Phải làm gì? Chăm ngoan, học giỏi nhé. Thế bây giờ các con sẽ đi đến lớp học phải chăm ngoan học giỏi này nhé. Giờ sư mời các con cùng xem clip những người bạn chăm ngoan học giỏi để đền đáp công ơn của cha mẹ nhé. Đó, đấy. Bé mặc chuẩn bị mặc đồ để đi học này. Đấy, ba đưa đến trường. Đó. Đó. Đấy nhá. Mẹ dắt các con đến trường để đi học. Muốn các con học giỏi để sau này các con trở thành những người giỏi. Đấy. Đây là các bạn lớp mấy các con nhỉ? Còn lớp mấy nhỉ? Lớp 1 à? Ừ, lớp 1. Đấy. Các con đến lớp các con có ngồi chăm như các bạn không? Ngồi ngoan thì các bạn học nhé. Đó. Giơ tay phát biểu. Đấy. Đó. Đấy, sư phụ Thái Minh muốn tất cả các con chăm học như các bạn ở trên phim này, nghe không? Ngồi nghiêm túc học bài này. Đó. Đấy, bạn đang làm tính đếm đấy, đúng không? Có bạn nào ở trong lớp này không? Rồi. Thế là các con ấy, nếu ba mẹ đã thương mình nhé, thì các con thương ba mẹ bằng cách là các con chăm chỉ đi học, không được bỏ học trốn học nhé. Không ai được khóc nhè khi mẹ bảo chuẩn bị đến lớp đi học thì là khóc nhè. Không đi học thì cái đó là mình chưa ngoan, nghe không? Mình phải chăm ngoan. Mẹ bảo đi học đến giờ là chuẩn bị cặp sách đến trường này, ăn sáng xong cặp sách đến trường gọn gàng. Thế rồi là mẹ hoặc ba đưa mình lên xe đi đến trường để học nhé. Đấy, thì các con đến lớp con ngồi học nghiêm túc như các bạn vừa rồi cho sư phụ. Thế bây giờ học ở trường xong rồi về, các con thể hiện sự yêu thương cha mẹ, biết ơn cha mẹ, về nhà mình phải làm gì? Giúp việc nhà cho cha mẹ nhé. Các con giúp việc nhà cho cha mẹ nào. Xin mời các anh chị văn hóa cho thầy xem có hình ảnh nào các bạn biết về nhà giúp việc nhà cho cha mẹ không? À, đây là bạn làm gì nhỉ? Rửa bát. Đó, đấy. Bạn ấy giỏi không? Bạn này chắc khoảng 4 tuổi, 5 tuổi này. Đấy. Xem bạn rửa bát nhá. Giỏi quá nhỉ? Xin các con một tràng vỗ tay cho bạn nào. Ôi, giỏi thế nhỉ? Ôi, sao bạn giỏi quá? À, bạn Bi này giỏi thật ý. Ồ. Đấy, bạn biết đấy, bạn biết dùng khăn rửa bát này. Bạn Bi giỏi đấy, đấy, ồ, giỏi quá, đấy. Xin một tràng vỗ tay nữa cho bạn nào. Quá giỏi, bạn Bi nhà mình quá giỏi nhỉ? Ngoan thế nhỉ? Ừ. Đấy, các con ở nhà biết rửa bát hết chưa? Giơ tay, ai biết rửa bát như bạn Bi giơ tay? Ồ, cả lớp biết rồi, giỏi quá. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào. À, thế là sư phụ Thái Minh rất là vui. Các con đều biết rửa bát. Đấy, đây bạn nữa này, đây bạn Hoa này. Bạn Hoa là biết rửa bát nữa này. Đấy, bạn rửa cũng khéo không? Đấy, biết tráng bát đấy. Giỏi quá. À, đấy, bạn làm gọn gàng chưa? Các thấy không? Bát rửa sạch để sang một chỗ nhá. Đó. Đấy, biết tráng bát này, rửa sạch này. Này, úp sang một bên này. Đó. À, đây, đây bé gì đây? Ô, bé cún bông. Bé bông người ta là biết quét nhà. À, các con cho bạn một, cho bé một tràng vỗ tay đi. Ồ, con chiếu này cái đoàn bé bông quét nhà cho sư, cho mọi người xem đã. Sư phụ chưa được xem kỹ. Đó, ui dồi ôi, bé bông bé tí mà biết hót rác này, quét nhà giỏi quá nhỉ. Cho bé bông một tràng vỗ tay nào. Ờ, à, đấy. Đây bạn tí này, bạn tí quét nhà này. Bạn quét giỏi thế nhỉ. Quét từ trong nhà ra ngoài hiên. Rất là giỏi. Hay quá, bạn tí giỏi quá. Sạch sẽ quá. Nhà sạch thì mát cái gì con nhỉ?
Đúng rồi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Bàn tí, bàn bông. À, đây là bàn thắng này. À, biết lau nhà nữa này. Úi giời, bạn này, giờ bạn này làm gì nhỉ? Nhặt rau. Nhặt rau, xin đại chúng cho bạn nhặt rau một tràng vỗ tay nào. Ồ, bạn gấp gì đấy? Gấp quần áo, giỏi quá nhỉ? Bạn gấp đẹp quá. Sư phụ thấy bạn này giỏi quá. Các con biết gấp quần áo chưa? Quá giỏi, quá giỏi. Một tràng vỗ tay nữa nào. Úi giời, bạn giỏi thế nhỉ? À, bạn cất gấp đồ chơi. Giỏi quá, bạn giỏi quá. À, hai, hai anh em ăn cơm. Rất ngoan. À, đây là ăn chè đây này, đang ăn chè đây này. Các con từ hôm nọ lên chùa được ăn chè chưa? Ờ, chưa ăn chè bữa nào rồi, để sư phụ sẽ nói nấu chè các con ăn nhé. Ờ, đây. Thế rồi, sau đó còn có bạn còn biết đi bán vé số cơ mà. Các anh các chị văn hóa nhỉ? Có một bạn biết bán vé số để kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ nữa đấy. Các con ạ, nhà bạn ấy nghèo lắm, bạn đã biết đi bán vé số. Các con nhìn thấy người bán vé số chưa? Bán sổ số đấy, để mà phụ giúp thêm tiền cho ba mẹ, vì nhà mình nghèo quá, phải bán vé số kiếm thêm tiền cho ba mẹ. Thì các con sẽ học theo bạn này nữa nhé. Các con biết làm việc, biết đỡ cho cha mẹ, nghe không? Cha mẹ vất vả lắm con ạ, đi kiếm tiền để nuôi con, để xây nhà, để lo bao nhiêu việc, để có tiền cho con học rất vất vả. Thế cho nên các con phải có được cái ý thức là biết giúp đỡ cha mẹ nhé. Nào, xin mời các chị, anh chị văn hóa cho thầy xem hình ảnh của bạn bé biết bán vé số, đi bán vé số để giúp cho cha mẹ nào. Để cho các bé được xem nào. Đấy, đây. Đó, đây là một bạn. Cha mẹ mà người ta không bán á, thì người ta đi học, ăn học á, thì không sao. Còn mình đi bán vé số á, mình lo cho cha mẹ thì có gì đâu mà buồn. Con ước á, con mạnh giỏi con đi làm, con lo cho mẹ, cha mẹ hưởng tuổi già. Không cho cha mẹ làm cái gì hết trơn á. Đó nên con làm, con lo cho cha mẹ. Tại hồi đó ba mẹ con có bệnh nuôi con lại giờ. Con lớn rồi con phải nuôi ngược với cha mẹ, chứ không để cha mẹ nuôi ngược lại con nữa. Bạn này là bạn hiền, nhà bạn ấy nghèo lắm. Bạn chỉ ước ao là bạn sẽ đi làm được, tự bạn ấy làm nuôi được cha mẹ, để ba mẹ không phải làm gì cả. Con chiếu lại cho mọi người xem. Đấy, bạn đi bán vé số đấy con ạ. Cầm những đồng sổ số này đi bán cho mọi người. Đó, đấy, bạn cầm tập vé số trên tay đấy, đi bán vé số đấy con. Mình bán vé số mình lo cho cha mẹ mà người ta không bán á, thì người ta đi học, ăn học á, thì không sao. Còn mình đi bán vé số á, mình lo cho cha mẹ thì có gì đâu mà buồn. Con ước á, con mạnh giỏi con đi làm, con lo cho mẹ, cha mẹ hưởng tuổi già. Không cho cha mẹ làm cái gì hết trơn á. Đó nên con làm, con lo cho cha mẹ. Tại hồi đó ba mẹ con không có bệnh nuôi con lại giờ. Con lớn rồi con phải nuôi ngược với cha mẹ, chứ không để cha mẹ nuôi ngược với con nữa. Đấy, ba mẹ của bạn ấy bệnh con ạ. Các con một tràng vỗ tay cho bạn Hiền đi. Đó, con thấy bạn Hiền có ngoan không? Bạn ngoan. Bạn cũng chỉ ngang tuổi các con ở đây thôi, hoặc hơn các con 1-2 tuổi thôi, khoảng 7-8 tuổi thôi. Thế mà bạn, ba mẹ bạn đi bệnh, nhà nghèo, bạn biết đi bán vé số. Xin các cô bác cho cháu đi bán vé số để cháu có thêm được một đồng hoa hồng. Cháu về cháu được nuôi ba mẹ. Và ý của bạn còn muốn là con sẽ làm hết để cho ba mẹ không phải làm gì cả. Các con có muốn được như bạn Hiền không? Các con sẽ làm hết việc đỡ cho ba mẹ nhé. Bạn nào, con nào ở nhà mà lại còn đùn việc này, khóc nhè này, dỗi cha dỗi mẹ thì là mình chưa ngoan rồi đấy. Các con nhìn thấy biết bao nhiêu tấm gương các bạn, nghe không? Rất là ngoan, rất là chăm. Biết về nhà, đi học về nhà, rửa bát, quét nhà, nhặt rau, không? Rồi là dọn dẹp, giúp đỡ bố mẹ. Đấy, rồi lại còn biết đi bán vé số để kiếm tiền thêm vào cho ba mẹ nữa. Đấy, các bạn ấy ngoan đến như vậy cơ mà. Và đây các con nhé, có một bạn nữa cũng rất đặc biệt, sư phụ thấy. Bạn ấy không những yêu ba mẹ, lại thương ông bà. Ông của bạn ấy già lắm rồi, ông của bạn năm nay phải đến 90 rồi, già ốm nặng lắm rồi. Thế là bạn ở nhà, bạn biết chăm ông, bạn biết bón đút cơm cho ông ăn, vì ông già mắt mù rồi, không nhìn thấy gì.
thì bạn đã đút cơm cho ông ăn các con ạ. Bây giờ các con sẽ xem hình ảnh của bạn ấy nhé, một bạn gái rất là ngoan, rất là đáng yêu. Rồi xin mời ban văn hóa cho cả lớp được xem hình ảnh của bạn, một bạn gái đã thương ông, không những thương đó đấy đó. Bạn này là bạn này tên là bạn Thu Thảo, bạn Thu Thảo đấy, bạn rất là hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ đấy. Các con ở nhà còn ông không, ở nhà có ông bà không? Thế đang con nào cho đưa cơm, cho sới cơm cho ông bà chưa? Các con chưa phải đút cơm cho ông bà như này thì con phải biết sới cơm cho ông bà nhé. Ăn cơm phải biết sới cơm cho ông bà, mời ông bà ăn cơm trước. Đấy, con thấy bạn Thu Thảo có ngoan không? Đấy, bạn bón từng thìa cơm cho ông ăn rất là ngon. Ông của bạn hơn 90 tuổi rồi. Đấy, đây là bố mẹ bạn ấy đấy. Bạn biết thổi cháo cho nó nguội để cho ông ăn đỡ nóng, con thấy không? Đấy. Đấy, cả nhà chăm ông đấy. Bố mẹ bạn ấy cũng rất là có hiếu, cũng rất là thương ông. Bạn lại càng thương ông. Ông năm nay già 90 rồi, mắt ông mù rồi, không nhìn thấy gì nữa rồi. Có ông bà mới có ai hả con? Có ông bà mới có bố mẹ. Ta yêu bố mẹ, ta yêu ông bà, vì có ông bà mới có bố mẹ của mình, đúng không các con? Đó. Đấy, con thấy bố của bạn Thảo đấy đang chăm ông đấy, đang ngâm chân cho ông để cho ông đỡ bị đau chân nha. Đấy, các con thấy tuổi già có vất vả không? Ai rồi cũng già con ạ. Mai mốt sư phụ cũng già như thế, các con cũng già như thế, và cũng lùng khùng như thế. Thế thì rất là cần những người trẻ được chăm sóc người già, các con hiểu không? Lúc ấy các con còn khỏe, con sẽ chăm sóc ông bà, chăm sóc bố mẹ nhé. Thì bố mẹ già rồi không làm được nữa thì mình phải chăm sóc bố mẹ, chăm sóc ông bà, đấy là mình có hiếu các con ạ nhé. Đấy, con thấy không? Đấy, bố của bạn Thảo đấy đang rửa chân cho ông đấy. Ông không tự rửa chân được nữa rồi. Lúc còn khỏe thì ông còn làm được, nhưng mà lúc tuổi cao rồi là tay chân nó đau, nó cứng rồi, không làm gì được nữa. Đấy. Đấy. Đây, mẹ của bạn Thảo đang lau mặt cho ông đấy. Hả? Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, con thấy cả nhà có thương nhau không? Cả nhà này thương nhau, phải không? Cháu yêu ông bà, con yêu bố mẹ, phải không? Rồi bố mẹ cũng thương ông bà. Đúng là một nhà thương nhau đấy. Ở trong cả một nhà thương nhau có vui không các con? Cả nhà thương nhau rất là vui nhá. Lát nữa các con sẽ cùng sư phụ hát bài cả nhà thương nhau nha. Đấy, bố của bạn đang pha thuốc cho ông uống đấy. Đấy. Các con có sợ bị bệnh thế này không? Không ai muốn bị bệnh như ông cả, nhưng rồi ai cũng bị bệnh con ạ. Người ta bảo ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh. Và còn phải gì nữa nhỉ? Già bệnh nên đến gì con biết không? Không biết, chết đấy, có bạn biết đấy, đó đúng đấy, già bệnh rồi chết. Ai cũng phải thế. Thế cho nên là ai cũng giống nhau thì mình phải thương nhau nhé. Ông bà già mình phải thương ông bà. Đấy, con thấy đây, đây là em của bạn Thảo đây. Hình như đúng vẫn bạn Thảo đấy. Bạn đút cho ông ăn đấy. Bạn đút bánh cho ông đấy. Xem clip này xong về các con ở nhà, nếu ông bà mình yếu các con cũng chăm ông bà như này cho sư phụ nhé. Đấy, bảo ông ơi cháu đút bánh cho ông ăn này, cháu biếu ông cái bánh này. Ông ơi cháu lấy cơm cho ông ăn này nhé. Đó. Đấy, con thấy ông bạn ấy giỏi không? Đấy, bạn biết bón từng miếng bánh cho ông ăn. Ngoan quá, các con cho bạn một tràng vỗ tay đi. Cho bạn một tràng vỗ tay này thật to vào. Đấy.
Đấy, sư phụ rất mong các con được như các bạn ở trên phim thế này. Thì sư phụ Thái Minh vui lắm, vui lắm. Đó. Đấy, ông bây giờ ăn được bao nhiêu đâu, nhưng mà được cháu đốt cho là ông rất vui, là ông cố gắng ông ăn đấy. À. Rồi. Xin đại chúng một tràng vỗ tay cho tất cả những người bạn, kể cả những bạn gà, bạn vịt, bạn mèo nha, ở trên phim của chúng ta đã rất là tuyệt vời. Thế bây giờ sư phụ nói thế này nhé, các con vừa mới được cùng với sư phụ xem những cái thước phim rất là hay, rất là ý nghĩa về tình thương của ba mẹ đối với các con, có phải không? Dù là con vật cũng thương con của mình, con vịt biết chở con mình trên lưng đi trên dòng nước chảy xiết để chở con mình sang bên kia bờ sông. Đó, con mèo biết cho con mình bú sữa rồi liếm lông cho con mình cho nó sạch sẽ, giống như tắm cho con mình vậy đấy. Đó, con khỉ thấy con mình bị rơi xuống nước, bị đuối nước, lo lắng ra cứu con và ôm chặt con vào lòng, sợ con mình bị chết đuối. Đấy, con gà sẵn sàng trước nọc độc của con rắn hổ mang, sẵn sàng xông ra chiến đấu với rắn hổ mang để bảo vệ đàn con yêu quý của mình. Dù mình có phải chết, con rắn nó có thể cắn chết mình cũng được, nhưng mình phải chiến đấu để bảo vệ đàn con của mình. Đó, con gà chiến đấu với con chim đại bàng, con chim diều hâu, hết sức tấn công con chim diều hâu, đánh con diều hâu, đuổi nó đi để cho nó không bắt con của mình, bảo vệ đàn con của mình. Đó, thế thì các con thấy tất cả ai là cha, ai là mẹ đều thương các con đó. À, các con có cảm nhận được thấy cha mẹ thương các con không? Thương nhiều lắm không? Nhiều, đúng không? Rất nhiều đấy. Cha mẹ thương các con lắm lắm đấy các con ạ. Nhớ. Thế thì thương cha mẹ, các con bây giờ được cha mẹ thương yêu mình thì các con phải biết quý cha mẹ nhé. Quý cha mẹ bằng cách các con chăm chỉ học hành này, nghe không? Học giỏi, chăm ngoan. Bây giờ là tuổi các con tuổi đi học, sư phụ Thái Minh nói là tuổi con tuổi đi học phải chịu khó đến trường học, không được bỏ học nhé. Đến lớp này thì nghe thầy cô giảng chăm chú, không được nói chuyện, tập chịu khó nghe giảng và ghi chép bài. Về nhà phải chăm chỉ làm bài tập cho sư phụ, nghe không? Rồi đặc biệt hơn nữa là các con phụ giúp công việc cho cha mẹ, giống như các bạn trong phim vừa rồi. Các bạn còn rất bé nhưng mà các bạn biết rửa bát này, biết quét nhà này, biết lau sàn nhà này, biết nhặt rau này. Và đặc biệt có một bạn còn biết đi làm kiếm tiền để nuôi cho thêm cho cha mẹ. Đấy, bạn Hiền đấy, bạn đã đi bán vé số và bạn nói tâm nguyện của bạn mong muốn là con muốn làm được hết để cho cha mẹ không phải làm gì, để cha mẹ không phải làm gì cả. Bạn thương cha mẹ đến nỗi như vậy mà không muốn cha mẹ mình phải vất vả. Ở đây các con những ai mà có cái tâm nguyện mong muốn cha mẹ mình không phải làm gì, không phải vất vả, giơ tay sư phụ xem nào. Giỏi quá. Đấy, như vậy tất cả con đều thương ba mẹ. Ai trong các con cũng muốn ba mẹ không vất vả. Rồi, sư phụ cảm ơn các con. Các con rất ngoan. Xin một tràng vỗ tay nào để tự thưởng cho chúng ta nào. Các con ngoan lắm. Đấy, như vậy là sư phụ vui lắm. Hồi bé các con ạ, à, sư phụ Thái Minh lúc hồi bé, sư phụ Thái Minh có cái mong muốn thế này, là nếu mà ba mẹ của sư phụ Thái Minh ấy có ốm đau bệnh tật nhé, con nhớ sư phụ có nói thế này này, nếu cha mẹ của sư phụ ốm đau bệnh tật mà cần phải móc mắt sư phụ ra, chặt tay sư phụ để mà lấy tay lấy mắt làm thuốc cho cha mẹ của sư phụ, nghiền tay nghiền cái mắt ấy ra làm thuốc, giã vào làm thuốc để cho cha mẹ uống, mà cha mẹ khỏi được bệnh thì sư phụ cũng sẵn sàng móc con mắt này, chặt cái cánh tay này ra để biếu làm thuốc cho cha mẹ của sư phụ đấy. Đấy, sư phụ hồi bé sư phụ có phát nguyện như thế. Nếu cha mẹ sư phụ mà cần phải lấy mắt của sư phụ ra, lấy tay của sư phụ ra, sư phụ cũng sẵn sàng móc cái mắt này ra, chặt cái tay này ra để làm thuốc cho cha mẹ. Đó, hồi bé sư phụ có phát nguyện như vậy. Đó, để làm sao cho cha mẹ khỏi bệnh được. Đấy,
Thế thì sư phụ rất mong tất cả các con hôm nay nhé, về dự khóa tu mùa hè này, các con cũng thế, các con phải yêu quý cha mẹ nhé. Vì cha mẹ là yêu quý các con vô bờ, yêu lắm ý, thương lắm, cho nên các con cũng phải yêu quý cha mẹ. Và cha mẹ chỉ có một trên đời mà thôi. Bây giờ ai trong các con đọc cho sư phụ được một bài ca dao về công ơn cha mẹ nhỉ? Xung phong giơ tay để cho sư phụ và đại chúng cùng nghe nào. Nào ai ai nhớ được một bài ca dao nói về công ơn cha mẹ nào? Ai nào xung phong giơ tay nào? Đây kia có bạn trai rồi, con chuyển mic cho bé nào. Ai nào? Ờ, con đọc cho sư phụ và cả lớp nghe nào. Đâu? Con giới thiệu tên nào, con đến từ đâu, từ nhóm nào? À, bạn gái. Rồi. Con đọc sư phụ nghe nào. Con tên là gì nào? Con xin kính chào sư phụ. Con tên là Dương Hà Linh, con đang ở lớp Ban Mai. À, con đến từ đâu, con từ tỉnh nào? Con đến từ tỉnh Hưng Yên. À, bạn Hà Linh ở Hưng Yên, bạn ở lớp Ban Mai. Rồi Hà Linh đọc cho sư phụ và tất cả các bạn cùng nghe một bài ca dao về công ơn cha mẹ nào. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đúng chưa các con ơi? Công cha như đất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi ạ. Hay quá, đại chúng cho một tràng vỗ tay. Ai trong lớp mình thuộc như bạn Trà Linh nào giơ tay nào? Những ai trong lớp mình thuộc được mà hai bài ca dao này như bạn Trà Linh giơ tay. À, cũng không được nhiều lắm. Bây giờ một bạn bên này đọc lại cho sư phụ xem nào. Sư phụ cảm ơn Trà Linh. Rồi, một bạn vừa giơ tay đây này. Con đứng con đọc cho sư phụ nghe nào. Đó, đọc thuộc được những bài này này. Rồi, con giới thiệu tên nhé. À, ai vừa giơ tay con? Những ai thuộc hai bài ca dao này? Kia kìa, ở phía dưới có bạn giơ tay kia kìa con kìa. Có, đấy, có em giơ tay đấy. Các con cứ mạnh dạn nên đọc không sợ, thuộc được đâu cũng được con ạ. Rồi, con đọc lại cho sư phụ cả lớp nghe nào. Con tên gì? Con chào sư phụ ạ. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Hà My ạ. Bạn Nguyễn Hà My, Hà My đến từ đâu, từ tỉnh nào? Con đến từ tỉnh Hà Nội ạ. Con từ ở tỉnh Hà Nội. Bạn Hà My từ Hà Nội đến lớp chúng ta, bạn ở trong nhóm nào, trong lớp nào? Con ở nhóm Hoa Mai ạ. Lớp gì? Hoa Mai ạ. Ban Mai à? Hoa Mai ạ. Hoa Mai. À, bạn Trà My đọc cho sư phụ bài ca dao xem nào, cho cả lớp cùng nghe nào, con đọc lại nào. Con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, giữ tròn chữ hiếu mới là đạo con ạ. Rồi, xin đại chúng một tràng vỗ tay cho bạn Trà My, giỏi quá. Con thuộc bài nào nữa không? Không ạ. À, bạn nào thuộc bài nào nữa giơ tay nào. Ai thuộc một bài nào nữa về công cha nghĩa mẹ giơ tay cho sư phụ nào. Ai thuộc bài nào giơ tay đọc, được đọc trước đại chúng nào, rất vinh dự nào. Ở đây xin mời con. À, xin mời con. Con đứng con giới thiệu tên nào. Con đến từ tỉnh nào nào. Và con đọc. Giỏi lắm các con, mà thuộc được những bài ca dao này là sư phụ thấy mình vui lắm. Nào, đâu? Con đứng dậy đi. Vừa nãy sư phụ thấy có bạn giơ tay đây này. À, các anh chị tình nguyện viên đứng ở đâu hô to lên để cho các bạn chạy mic đến. Rồi, mấy người cầm mic vào chạy cho nhanh. Con giới thiệu tên nhé, bảo bé giới thiệu tên từ đâu đến. Ở trong nhóm nào? Con tên thầy, con tên là Nguyễn Đình Gia Huy đến. Con tên là Huy hả? Vâng ạ. Con đến từ tỉnh nào? Con quên này. Con quên mất rồi. À, con ở nhóm nào? Con ở nhóm Yến Biển ạ. Nhóm Yến Biển à? Yến Biển. À, bạn Huy ở nhóm Yến Biển. Huy đọc cho sư phụ và các bạn nghe một bài ca dao về công ơn cha mẹ nào. Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Hay quá, xin đại chúng một tràng vỗ tay. Đấy, bạn Huy nhớ được cái bài kệ rất hay, bài thơ rất hay. Biển rộng mênh mông không đong đầy tình mẹ,
mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Các con thấy hay không? À, đây, tiếp một bạn nữa nào. Con giới thiệu nào, con giới thiệu sư phụ nào. À, con giới thiệu đi. Dạ, con tên là Nguyễn Phúc Nguyên. Con đến từ nhóm Mầm Xanh. Con ở thành phố Hải Con tên gì? Con tên gì? Con tên Nguyễn Phúc Nguyên ạ. Giác Nguyên. Nguyễn Phúc Nguyên ạ. Nguyễn Phúc Nguyên. Phúc Nguyên từ thành phố nào con? Con sống ở thành phố Hải Phòng ạ. Con ở bên thành phố Hải Phòng. Bạn Phúc Nguyên đến từ thành phố Hải Phòng. Xin đại chúng cho bạn một tràng vỗ tay. Con đang sinh hoạt trong nhóm nào? Con đang sinh hoạt ở nhóm Mầm Xanh ạ. Nhóm Mầm Xanh. Con có câu là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giả con lăn ạ. À, bạn Phúc Nguyên nhớ được câu là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo con lăn. Có hay không các con? À, thế con giải thích cho sư phụ xem nào, tại sao cái câu đấy là nói cái gì nhỉ? Dạ, chỗ ướt để mẹ nằm, còn chỗ giáo là chỗ gô để cho con lăn ngủ ạ. À, bạn Phúc Nguyên giải thích thế này này. Buổi tối các con còn bé đấy, các con ngủ, các con đáy dầm. Có đáy dầm không? Đấy, nhiều bạn còn đáy dầm nhá, ướt hết cả chiếu cả chăn. Cho nên ấy, mẹ sẽ nằm vào cái chỗ ướt các con đáy dầm ra đấy, và chỗ ráo, chỗ khô bên này để các con nằm. Mẹ xê các con ra chỗ khô và mẹ nằm vào chỗ ướt. Cho nên mới có câu là gì? Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Các con hiểu chưa? Đấy là tình thương của mẹ với các con đấy. Cảm ơn bạn Phúc Nguyên nha, cảm ơn con. Cho bạn Phúc Nguyên chẳng có tay nào. Đấy, các con thấy mẹ mình thương mình không? Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo để xê con ra. Rồi, các con cho tiếp, đọc tiếp sư phụ nào. Sư phụ thấy hay quá, các con nhớ rất là giỏi. Tiếp bạn kia. Đấy, mà các con thuộc nhé, nhớ thuộc cho sư phụ này. Con giới thiệu tên nào. Con kính chào sư phụ. Tên là Hoàng Phú Tuấn Minh. Và con đến Hoàng gì? Hoàng Phú Tuấn Minh ạ. Hoàng Phú Minh à? Bạn Hoàng Phú Minh, con đến từ đâu? Con đến từ thành phố Hải Phòng. Bạn Hoàng Phú Minh đến từ thành phố Hải Phòng. À, con ở trong nhóm nào? Con ở trong nhóm Hoa Sữa. Nhóm Hoa Sữa. Bạn Hoàng Phú Minh từ Hải Phòng trong nhóm Hoa Sữa. Xin đại chúng cho Hoàng Phú Minh một tràng vỗ tay đã nào. Cổ vũ bạn. Rồi, bạn Phú Minh đọc cho sư phụ và mọi người một bài thơ về mẹ nào. Cá dao về mẹ nào. Câu à? Câu gì nào? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi, đúng rồi, bạn đọc đúng rồi. Rồi, xin đại chúng cho bạn một tràng vỗ tay. Các con cứ thuộc được bài này là bài quan trọng nhất đấy nha. Rồi, còn bạn nào nữa nào, xuống phong giơ tay nào. Dạ, con bạch sư phụ ạ. Có tên là Hoàng Thảo Nhi, con đến từ lớp Kiều Trắng. À, bạn Hoàng Thảo Nhi đến từ lớp Kiều Trắng. Con từ tỉnh nào, con đến tỉnh nào? Con đến từ tỉnh Hà Nội ạ. À, thành phố Hà Nội, bạn Thảo Nhi đến từ Hà Nội. Rồi, từ nhóm Thỏ Trắng. Con đọc bài mà đọc thơ về mẹ đi, ca dao mẹ đi. Dạ, con xin phép ạ. À. Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả hương thơm dịu ngọt, rộng hơn biển trời xanh ạ. Hay quá, xin đại chúng cho bạn Thảo Nhi một tràng vỗ tay. Bài thơ hay quá. Con đọc lại cho sư phụ và cả lớp nghe một lần nữa, đọc to nào. Dạ, con xin phép. Mẹ cho con tất cả. Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả hương thơm dịu ngọt, rộng hơn biển trời xanh. Hay quá, xin đại chúng một tràng vỗ tay cho bạn Thảo Nhi. Bạn Thảo Nhi giỏi quá, cảm ơn con. Rồi, còn ai nhớ được bài nào nữa không nào? Đây, bây giờ sư phụ đọc bài này, đọc câu đầu xem các con nhớ câu thứ hai không nhé. Đấy, đố cả lớp xem nhớ không này. Chim trời ai dễ đếm lông? Chim trời ai dễ đếm lông? Ai nhớ được câu tiếp nào? Chim trời ai dễ đếm lông, có nhớ không? Chưa ai thuộc. Sư phụ đọc tiếp câu 2 nhé, để các con nhớ nhé. Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày? Con chim trên trời có ai đếm được lông của nó không các con? Không đếm được. Thế thì nuôi con ấy, cha mẹ nuôi các con không ai có thể kể công tháng ngày được. Các con hiểu không? Đây là một bài ca.
câu ca rất là hay, nói về công ơn cha mẹ. Chim trời ai dễ đếm lông mà nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Rồi còn một bài nữa cũng rất hay. Dù con đếm được cát sông mà, dù con có đếm được cát ở sông cũng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Cát ở sông có nhiều không các con? Rất nhiều. Dẫu rằng mình có đếm được tất cả những hột cát ở trên sông á, thì cũng không đếm được cái tấm lòng mẹ yêu mình đâu. Mẹ yêu mình hơn cát ngoài sông. Đó. Dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu của mẹ hiền. Con ạ, đấy, con đo được nắng sớm, nắng chiều nhưng không đo được tình yêu của mẹ hiền. Đó. Dù con đi hết trăm miền mà nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Con đi khắp đó cùng đây nhưng tình yêu của mẹ đối với các con, của bố đối với các con vẫn nối liền như núi như non vậy đó nhá. Bây giờ sư phụ đố các con cái câu đố này, các con đoán xem người đó là ai nhá. Sư phụ đố đọc thế này, các con đoán xem cái người này là ai nhá. Có một người rất là lạ, khi con chào đời đau cắt thịt ra mà người đó miệng vẫn nở hoa cười tươi mới lạ. Đố con đấy là ai? Đúng rồi, đấy. Khi các con chào đời ấy, con biết không? Là đau cắt thịt ra. Thế nhưng cái người đấy đó, cái người mà giúp các con chào đời đấy miệng vẫn cười tươi như hoa. Đấy là mẹ, đúng không? Rồi nữa, lại có một người rất là ngộ, khi con bi bô nói chẳng thành câu, người như là hiểu thấu in sâu trong đầu. Các con nói bi bô mà người vẫn hiểu được, đấy là ai? Mẹ với bố, đúng không? Bố và mẹ các con cứ bi ba bi bô nhưng bố mẹ hiểu hết, đúng không? Đó. Rồi, lại khi mà các con bị vấp ngã thì ai là người đau? Các con đau rồi còn ai có đau nữa? Bố mẹ cũng rất đau, đúng không? Đau như là mình bị vấp, bị ngã. Các con mà bị đứt tay là lòng mẹ đau vô cùng, cũng như mình bị đứt tay vậy đấy. Như vậy các con thấy là chỉ có bố mẹ và là thương yêu các con nhất trên đời, đúng không? Nhá. Thế thì hôm nay sư phụ Thái Minh đến nói chuyện với các con để các con hiểu thêm về ba mẹ của mình. Ba mẹ là những người yêu thương các con nhất này, ba mẹ đẻ các con ra này. Các con là máu, là thịt của ba mẹ, đúng không? Cho nên ba mẹ thương yêu các con nhất. Không có ai bằng. Ba mẹ sẵn sàng hy sinh vì các con đấy. Như là gà mẹ sẵn sàng chiến đấu với rắn độc, chiến đấu với diều hâu, với đại bàng để bảo vệ con mình. Ba mẹ các con cũng thế nhá. Thế thì các con thấy ba mẹ yêu mình, thương mình như vậy thì các con phải yêu thương ba mẹ nhá. Quý ba, quý mẹ, quý bố mẹ mình. Và quý bố mẹ mình bằng cách gì? Đó là chăm ngoan học giỏi, nghe không? Chăm ngoan học giỏi, về nhà giúp đỡ mẹ cha. Và đỡ được việc gì cho cha mẹ, các con cố gắng. Nhất là ở đây tất cả các con hầu hết là ở trong câu lạc bộ La Hầu La của sư phụ rồi, thì các con phải là những người Phật tử nữa, thật là ngoan, xứng đáng là con Phật Thích Ca nhớ, như là La Hầu La